Âm nhạc đối với tôi không chỉ là niềm đam mê. Âm nhạc mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm, có thành công nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Tuy vậy, cho tới thời điểm này tôi cảm thấy hài lòng với những gì âm nhạc đã đem tới cho tôi. Con đường gắn bó âm nhạc của tôi không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Năm đầu tiên tại nhạc viện thành phố thì lúc đó thì tôi có duyên được gặp một người bạn. Anh ấy cũng là tay trống ban nhạc Provisi của tôi về sau này. Ban nhạc anh ấy đang đi tìm một tay guitar bass. Thì lúc đó thì ban nhạc anh ấy đã được định hình cũng được khoảng gần năm, cũng tham gia 1-2 chương trình rồi, nhưng mà ban nhạc lúc đó thì chơi cái thể loại cũng hơi nặng là death metal, nên là mặc dù không có guitar bass nhưng mà họ vẫn chơi bình thường. Lúc đó thì anh có hỏi tôi là có muốn tham gia ban nhạc anh đó không? Thì lúc đó thì tôi nghĩ guitar bass thì tôi cũng đã biết sơ sơ lúc đó rồi, tại tôi cũng có tập để tôi đi đánh đám cưới ấy. Nhưng mà cái tính thà nẻ tôi trước giờ nó vẫn như vậy, thì tôi ok tôi nhận luôn. Thì sau đó tôi cũng tham gia vào ban nhạc. Sau khoảng 2-3 buổi tập với ban nhạc xong thì các thành viên trong ban nhạc bắt đầu góp ý về chuyên môn của tôi. Thì họ nói tôi nên về xem các hình ảnh và cái cách chơi đàn của các nghệ sĩ trên thế giới á. Thì lúc đó thì ban nhạc thì đang rất là thích nhóm nhạc Linkin Park, Korn, Simple Plan. Tại vì các thành viên trong ban nhạc lúc đó cũng muốn định hình cái dòng nhạc đầu tiên để chơi là Alternative Rock và Nu Metal. Trong thời gian tôi tập luyện với ban nhạc thì tinh thần âm nhạc tôi lúc đấy rất là hào hứng, nhiệt huyết. Bởi vì các âm thanh guitar điện nó làm tôi cảm thấy là nó sôi sục trong người lắm. Thì lúc đó ban nhạc cũng có tham gia hai chương trình nhỏ, chương trình rock show của câu lạc bộ AFC Club và chương trình Chú Ve Con á. Hai chương trình nó tuy nhỏ nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới con đường âm nhạc của tôi rất là nhiều. Bởi vì nó cũng xây dựng cho tôi một cái bước trải nghiệm cơ bản khi mà tôi rap với ban nhạc và xử lý trên sân khấu trình diễn như thế nào đó. Thì cũng cùng cái thời điểm đấy, cũng vô tình phong trào rock Việt cũng đang bắt đầu trở lại rất là sôi nổi, và ban nhạc chúng tôi cũng rất là hào hứng tham gia và may mắn gặt hái được rất là nhiều thành công. Đặc biệt là điểm nhấn năm 2007, chúng tôi đã đạt được giải nhì tại liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc, và liền sau đó là năm 2008 chúng tôi cũng đạt được giải thưởng cao tại cuộc thi ca khúc Hát cho niềm đam mê. Tuy là một cuộc thi nhưng mà các bạn rất là thân mật, rất thân thiết với nhau. Là trước ngày thi mấy ngày nay rồi, dạ, là sau đêm ngày mai là các bạn nhà sẽ gặp nhau và rocking thêm một lần nữa tại ba chuồn chuồn. Cảm giác con người tôi lúc đấy cảm thấy rất là hào hứng với con đường âm nhạc rộng mở phía trước. Nhưng mà thực sự nói thì không có điều gì là hoàn hảo mãi mãi cả. Tại cái thời điểm đó thì một vài thành viên trong ban nhạc có suy nghĩ chuyển hướng qua một con đường sự nghiệp khác. Lúc đấy tôi cảm thấy tự nhiên nó bị hụt hẫng, cảm thấy tiếc, nuối tiếc nhiều lắm. Bởi vì ban nhạc lúc đó cũng sáng tác được 8 ca khúc rồi, tôi thấy bỏ đi nó cũng hơi uổng. Thì tôi có kêu gọi mọi người thôi cố gắng sắp xếp thời gian lại, thu âm thực hiện một cái album để làm kỷ niệm lại với nhau. Thì sau khi ban nhạc Rovici chúng tôi tạm ngưng hoạt động lại thì lúc đó tôi cũng vẫn nuôi dưỡng cái niềm đam mê chơi nhạc của mình bằng cách tôi rap band với một vài người bạn để tiếp tục tham gia ở các tụ điểm âm nhạc hàng đêm trong thành phố. Thì lúc đó tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn, anh ấy có giới thiệu cho tôi đi dạy nhạc tại nhà cho một cô bé ở dưới Phú Mỹ Hưng á. Thì lúc đó cái vốn kiến thức giảng dạy và giáo trình của tôi thì thực sự là hầu như là không có. Nhưng mà hoàn cảnh lúc đấy thì tôi cũng đang còn khó khăn, nên là tôi cũng quyết định tôi nhận luôn.
Thì trong ngày đầu tiên tôi đứng lớp thì lúc đó thì tôi nghĩ thôi bây giờ vẫn như hồi xưa. Thì lúc tôi tập đàn, tôi đi trình diễn như nào đó thì tôi ứng dụng y chang như vậy để tôi truyền đạt lại cho cô bé. Thì lúc đó thì tôi cũng suy nghĩ chắc là tôi ứng dụng những cái bài tập hồi tôi tập luyện trong nhạc viện, tôi hướng dẫn cho cô bé chắc cũng ok, không vấn đề gì. Thời gian đó thì tôi cũng hay thường ra ngoài công viên Tao Đàn tập luyện bằng cái miếng cao su. Cái miếng đó người ta hay dùng để làm đế dép rồi. Thì lúc đó tôi hay cột lên trên đùi để dùng cái dùi trống để đánh vô. Tại vì phần lớn khi mình chơi chi trống thì phải dùng kỹ thuật của tay nhiều hơn. Bởi vì khi mình tập luyện tay chân như vậy thì mình sẽ tập luyện thể lực và mình tập luyện được tiết tấu, mình định hình ra được cái giai điệu, cái tiết tấu của cái điệu nhạc đó và cái âm lượng, điều tiết được cái lực đánh của dùi trống. Nên cái phương pháp được tôi tập luyện như vậy ấy, thì nghe thì nó có vẻ rất là dân dã, đơn giản nhưng mà thực sự nó rất là hiệu quả cho mọi người. Bởi vì khi các bạn đi đâu các bạn cũng có thể tập luyện được. Thì thực sự tôi cảm thấy rất là hứng thú khi mà tôi đứng lớp giảng dạy truyền đạt lại các kinh nghiệm và kiến thức cho học viên. Bằng việc là các bạn có thể thấy cho tới lúc này những người dựng được trung tâm dạy nhạc Maximus này, thì khi trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động thì học viên càng ngày càng đông thêm. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là tôi nên tạo ra các sân chơi nhỏ cho các bạn để cho các bạn giao lưu với nhau. Trong một lần ấy, tôi mặc dù là chưa nhân sự cũng chưa có đầy đủ, chưa có đông người để phụ giúp, nhưng mà tôi cũng quyết định tôi làm một cái chương trình lớn Halloween cho lớp học. Thì lúc đó thì các bạn cũng bắt đầu tới tập luyện, thì tôi cũng hướng dẫn cho các bạn giống y chang như cái hội mà tôi còn làm nhóm trưởng cho các ban nhạc trước vậy. Trong cái lúc đó thì vô tình thì tôi chỉnh âm thanh ánh sáng ở trên khán đài, tôi lúc mà tôi nhìn xuống dưới sân khấu á, tôi thấy các bạn là học viên đang tập luyện với nhau, xong rồi chơi những cái ca khúc mà cũng chính là những cái ca khúc mà lúc mà tôi đang tập luyện với ban nhạc vậy á. Tự nhiên lúc đó tôi có cảm giác là một cái hoài niệm ngày xưa nó tự nhiên nó lùa về, nó làm cho tôi có cái nhiều, rất là nhiều cảm xúc. Lúc đó tự nhiên trong tôi bỗng chốc tôi nghĩ là mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là có thể tạo ra được nhiều sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp cho các bạn trẻ sau này.